Xin chào quý vị và các bạn trở lại với tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Vâng, tại triển lãm AV Show 2023 thì đến với Thanh Tùng Audio thì quý vị và các bạn sẽ có một cái trải nghiệm mà theo cái xu hướng mới, đó chính là tập trung vào cái chuyện là trải nghiệm phim ảnh và cao cấp ở tại gia. Vâng, và hôm nay thì có anh Tùng ở đây cũng chia sẻ một vài điều về cái không gian trải nghiệm đặc biệt của Thanh Tùng Audio và tại AV Show như này. Thực ra thì chào Hiệu, chào quý khán giả. Trong cái triển lãm AV Show lần này thì Thanh Tùng Audio muốn mang đến cho các bạn một hệ thống, thực ra nói là rất phải chăng là giá trị đồ đánh của hệ thống HDI và Amly JBL là tổng cộng là 999 triệu. Các bạn biết là Thanh Tùng Audio đã có những không gian trải nghiệm là 10 tỷ cho một hệ thống ở cả hai khu vực là Hà Nội và Sài Gòn. Tuy nhiên trong cái lần triển lãm này thì chúng tôi mang đến cho các bạn một cái hệ thống âm thanh trong cái khuôn viên chỉ 999 triệu, nhưng mà cái cảm xúc mang lại cho các bạn ấy thì ở đây là thật ra những cái âm hưởng này bọn tôi sẽ không bao giờ quên, bởi vì nó quá sâu và nó đạt tới được cái độ hoành tráng của trong một cái hệ thống là 64 m². Thì ngoài ra thì trong triển lãm lần này thì chúng tôi đặc biệt lưu ý với các bạn là có một cái sự phô diễn về vấn đề thiết bị video. Để chúng tôi cũng xin lưu ý là video và audio đều luôn đi với nhau. Thì hôm nay trong triển lãm này chúng tôi sử dụng cái JVC NZ7 cộng với lại hệ thống Mavia Extreme để các bạn có thể xem được là ngoài vấn đề âm thanh ra nhưng mà hình ảnh là hết sức quan trọng. Thì tất cả những cái trải nghiệm này là để cho chúng ta tiệm cận tới một cái hệ thống cinema hiện đại và đi theo được đúng cái xu thế của thế giới. Thực ra thì tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam cũng đã chia sẻ chi tiết về hai cái phòng phim, gọi là phòng, có thể gọi là phòng Super Cinema của Thanh Tùng Audio tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Tuy nhiên là ở cái góc độ mà tại một cái triển lãm như thế này thì em thấy là cái việc mà Thanh Tùng Audio setup một cái phòng phim này nó có vẻ như mang cái tính dã chiến, nhưng mà nó lại đáp ứng rất là nhiều những cái tiêu chuẩn về kỹ thuật và các thứ ở đây để đem đến một cái trải nghiệm phải nói là thực sự là cũng rất là ấn tượng và trải nghiệm đắm chìm và cực kỳ mạnh mẽ, mà bát gọi là rung chuyển hết cả ấy. Thì trong cái việc mà thiết lập cái này thì có gặp những cái khó khăn gì? Trên thực tế thì trong tất cả các setup ở đây thì mình lưu ý là về thiết bị, về loa front, center surround thì các bạn cũng có thể sử dụng cái HDI. Tại sao mình lại sử dụng HDI trong trường hợp này? Bởi vì cái giá thành của JBL thì nó vẫn còn giữ lại, đó chính là cái họng kèn HDI, nhưng mà nó ở mức độ phải chăng hơn. Không những họng kèn lớn mà chúng tôi sử dụng ở phòng phim lớn hơn. Thì trở ngại chúng ta vượt qua là trong tất cả các cinema thì chúng tôi muốn nói với các bạn là hệ thống sub chúng ta nên làm kỹ lưỡng, và hệ thống đồ đánh là chúng ta nên sử dụng Amly cho đúng công suất của loa. Thì cái hiệu quả mang lại là chúng ta khai thác hết tối đa cái hiệu quả của một cái hệ thống loa trong cinema. Quý vị và các bạn cũng biết rằng là trải nghiệm về phim ảnh home cinema cao cấp thì cũng đang là một cái xu hướng mới ở trên thế giới. Và Thanh Tùng Audio thì cũng là một trong những cái đơn vị mà rất là tiên phong và đầu tư rất là kỹ lưỡng và đầu tư rất là mạnh vào các cái hệ thống trải nghiệm về rạp phim tại gia và cao cấp từ nhiều những cái cấp độ khác nhau. Như quý vị và các bạn thấy là ví dụ đến với AV Show này, trong một cái mức mà đầu tư có thể chỉ khoảng 1 tỷ đồng thôi, tuy nhiên Thanh Tùng Audio cũng có thể đáp ứng những cái hệ thống mà nó phức tạp hơn, nó cao cấp hơn với mức chi phí đầu tư nhiều hơn 5-7 tỷ và cả chục tỷ đồng, thì cũng như đã giới thiệu với quý vị và các bạn. Thực ra thì mình chỉ muốn nói thêm một tí thôi là cái hệ thống này là hệ thống 1 tỷ đồng, mình xin nhắc lại là hệ thống âm thanh, chưa có hình ảnh. Thế nhưng mà đây là theo mình nghĩ là cái mức mà cái mức là cái coi như là cái bước đầu tiên bước vào đối với JBC Seed, thì mình nghĩ là với cái mức chi phí này thì có thể là mình Thanh Tùng Audio sẽ tiệm cận được nhiều khách hàng hơn. Chúng ta đang đứng ở gian hàng xem phim của Thanh Tùng Audio. Có lẽ chưa bao giờ chúng tôi cảm thấy hạnh phúc như là cái triển lãm AV Show năm 2023 này. Tại vì năm nay chúng tôi có một cái niềm vui là cả hai phòng của chúng tôi, tức là phòng cinema và phòng chuyên ngành cho cái loa JBL 4329P, tức là cái dòng loa mới studio, thì là trình diễn hoàn toàn là
mang lại chất lượng âm thanh là hoàn hảo luôn. Chúng tôi phải nói là hoàn hảo luôn, bởi lẽ là các bạn hãy lên trên tầng 3 phòng 35 mà nghe đôi loa JBL4329P thì tôi nghĩ đây là không phải là đôi loa công nghệ nữa, mà đây là một đôi loa studio monitor dùng cho audio file. Và các bạn lưu ý là sau khi chiết khấu thì cái giá thành cặp loa còn lại 100 triệu. Thì tôi đã đặt câu hỏi ở ngay tại trong triển lãm và cho tất cả các audio file, tức là cái đôi loa này với cái giọng họng kèn 2409 này thì cái giá thành nó rơi vào tầm khoảng 60 đến 70 triệu. Vì giá thành của studio monitor thì nó có giá chung, thế nhưng bây giờ còn lại 30 triệu các bạn làm thế nào mà để cấy ghép sao cho một cái bộ dàn âm thanh hay nhất? Thì tất cả đều phải thừa nhận với tôi là đây là một cái trong cái cấu hình mà studio monitor có lẽ là hoàn hảo về mặt âm thanh đã. Nhưng mà chúng tôi cũng rất là vui là vì trong cái loa này nó lại có thêm yếu tố công nghệ, trên chúng ta vẫn có thể chơi Tidal, Spotify, chúng ta có thể chơi YouTube, chúng ta chơi AirPlay, chúng ta chơi các loại kết nối digital, chúng ta có thể xử lý. Và ngoài ra đặc biệt nữa là vẫn có một cái đường vào analog rất là pro, đó là đường XCRL, tức là đường ba lăng in. Đấy. Thì tất cả chúng tôi ở đây thì đều đã trải nghiệm, và thậm chí là cái forum của JBL người ta đánh giá rất cao về cái âm thanh của JBL 4329B. JBL 4305B cũng không kém cạnh, nhưng mà dành cho những bạn có không gian nhỏ. Chất lượng của cái phòng trình chiếu phim ở đây thì tất cả các anh em chúng tôi nỗ lực và đã đưa ra được là các bạn có thể thấy là những bộ phim mà cái sự rung chuyển đó là cái tiếng bass sâu, thì phòng JBL Synthesis ở tại AV Show 2023 này đã đạt được cái chất lượng trình diễn hoàn hảo nhất. Rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, và cũng xin chúc cho Thanh Tùng Audio tạo ra nhiều những cái trải nghiệm về phim ảnh và cao cấp mà cho nhiều gia đình có những cái giây phút thưởng ngoạn cùng với nhau. Vâng, xin cảm ơn quý vị và các bạn.